Nhà sản xuất chị đẹp đạp gió sẽ sóng chia sẻ thông tin chương trình khởi động các khâu chuẩn bị cho mùa thứ hai, dự kiến lên sóng vào cuối năm 2024. Sau anh trai và nhàn trông gai, ngay lập tức đã có rất nhiều khán giả nhanh chóng đề cử các chị đẹp phù hợp với tiêu chí chương trình và hứa hẹn sẽ tạo nên sự bùng nổ, sức hút cho mùa thi mới. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thắc mắc về các hoạt động của nhóm 7 chị đẹp xuất sắc nhất, thành đoàn còn gọi là nhóm đạp gió trong mùa một bao gồm Trang Pháp trưởng nhóm, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Emily nhà sản xuất chương trình cho biết tạm thời nhóm đạp gió chưa có kế hoạch vì các chị đẹp cần nghỉ ngơi giải quyết công việc riêng sau 6 tháng đồng hành miệt mài và vất vả đồng thời cũng hé lộ rằng sẽ sớm thông tin tới khán giả về những hoạt động của nhóm lần gần đây nhất các chị đẹp tụ hội trên sóng vtv là trong chương trình tết đẹp với các tiết mục đặc sắc được xây dựng với các ý tưởng kết hợp mới lạ chứ không chỉ tập trung vào 7 thành viên của nhóm đạp gió trong khi đó hai chị đẹp không đi tới top 7 lưu hương giang và phương vi lại chia sẻ kế hoạch lập nhóm nhạc riêng với tên gọi vai queen hứa hẹn sẽ mang tới nhiều bất ngờ